hỏi thì chú hiểu rồi. Dạ. Nhưng mà chú trả lời như tiếng gì nè. Dạ. Lớn tuổi, nhỏ tuổi chú không cần. Dạ. Hai nữa, giàu nghèo chú không cần. Dạ. Đó. Tất nhiên hòa hợp được tư tưởng với nhau. Dạ. Nếu người đó có cái chòi, nói thí dụ đi. Dạ, đúng rồi. Mà chú về chú sống được thì chú bán đất bên này. Dạ. Về là coi như chú sống với người đó. Dạ. Đó. Còn thí dụ người đó mà là không có chỗ ở hay hoặc là nó như thế nào, hoàn cảnh như thế nào thì về sống với chú, mà về sống với chú á thì chú mừng chú lo cho, là coi như khi đau ốm bệnh hoạn hay hoặc là ăn uống thôi, còn đòi hỏi cao sang quá thì chú không có khả năng. Như thí dụ như là cổ không chịu mà chú về bên cổ. Yeah. Thì chú dò xét được, mà nếu chú sống được. Yeah. Chú cũng có báo với con chú trước rồi. Yeah. Nói chú bán miếng đất này. Ờ, mà miếng đất của chú bán thì tới 1 tỷ mấy rồi. Rồi, Tiến chào tất cả cô chú và các anh chị em nha. Dạ con chào chú nha. Dạ chú chào đó là chú Thành Tiến, vợ chồng chú Thành Tiến. Và dạ, chú chào trong nước và ngoài nước và cộng đồng mạng. Chú giới thiệu chú tên gì? Dạ, chú là Nguyễn Văn Lực, 1963, 60 tuổi. Nguyễn Văn Lực, 1963, 60 tuổi. Dạ, ở là coi như xã Phường Thượng An, khu vực Thới Bình 2, phường Thượng An, quận Thốt Nốt. Chú khu vực Thới Bình 2, sao con không biết chú? Con ở khu vực Thới Bình 2 nè. Dạ, chú khu vực Thới Bình 2. Chú kể về hôn nhân của chú đi. Chú có gia đình trước kia là chú ở là xã Trường Thắng, là coi như là Trường Sơn Trường Thắng. Yeah. Rồi sau này á, là đổi trở về á, là xã Thới Lai, bây giờ á, là lên xã Thới Lai. Rồi chú á, là coi như có vợ 4 đứa con. Rồi á, là sống bên vợ không có hòa hợp. Ủa? Vậy là hiện bây giờ là chú ở Thới Lai? Không có. Rồi chú mấy á, là thôi á, là bà xã bà mới bỏ đi chứ không phải là thôi. Bà mới trốn bỏ đi như vậy là chú nuôi con là trong mấy năm trời. Yeah. Rồi á, bà xã bà không có về. Yeah. Đến sau này á, là bây giờ chú mới gì đi lên trên á, là coi như bỏ Thốt Nốt này trong mấy anh chú ở. Rồi chú mới đi mừng mướn mừng thay này nọ đó, làm trong nghề nghiệp đó chú mới mua được miếng đất. Yeah. Mới đem á, là con chú về cất nhà cửa, mới đem con chú về, đem chú con chú về thì 4 đứa 2 trai 2 gái thì chú gả hết. Bây giờ chú chỉ sống một mình hơn. Vậy là lúc trước là chú ở Thái Lai? Dạ Thái Lai. Rồi sau này mới về ở Thái Bình 2? Dạ Thái Bình 2. Chú về sống mấy năm rồi? Gần 30 năm này. Gần 30 năm. Dạ. Rồi trong cái khoảng thời gian đó là chia tay với bà xã chú, rồi chú có quen có chú có quen thêm một người lớn tuổi hơn chú. Kết bạn với nhau đi mần ăn mần trong á, là nghề nghiệp á, là đi tự do á. Dạ. Đi mần đầu này đầu nọ rồi nhà bà về. Rồi nhà chú ở rồi lâu lâu thì tháng, 2 tháng hay hoặc là nửa tháng tùy. Bà con lên 2-3 ngày rồi thì hai đứa đi làm. Yeah. Làm chừng tháng 2 tháng đầu này nọ rồi về tới nhà thì bà về dưới thì chú. Yeah. Ở trên này. Yeah. Nhưng mà 7-8 năm nay rồi thì bà không có còn lên xuống nữa vì. Yeah. Tuổi bà cũng lớn bệnh hoạn, thành ra chú sống trên này đó, con chú gả hết, bây giờ chú sống chỉ có một mình anh thôi. Rồi chú đi làm lao động tự do, chú kiếm đồng tiền chú sống. Như là hiện bây giờ là chú sống một mình? Sống một mình. Rồi bây giờ chú bằng công việc là lao động tự do. Lao động tự do. Dạ. Thì một tháng như vậy thì nếu mà chú thường xuyên bằng thì kiếm cũng được là 8-9 triệu. Còn nếu mà chú không xuyên thì một tháng kiếm 5-7 triệu chú sống. Mà chú thì ăn trường dai cũng không có là bao nhiêu. Nhà cửa mình có nhà cửa? Có nhà cửa đất cát. Chú bây giờ chú ở một mình nên là coi như con chú là 2 trai 2 gái, nó có vợ có chồng tự nhiên hết, nó không có chịu về ở. Thì bây giờ đó chú muốn kiếm một người bạn nghèo giàu chú không cần. Yeah. lớn tuổi nhỏ tuổi chú không cần. Yeah. Nếu hợp được với nhau thì là về là coi như là để tìm hiểu rồi mình là coi như kết với nhau mà để sống trong cái tuổi già còn lại. Yeah. Nếu thí dụ như bây giờ mà bên cô đó nếu thương chú mà có cái nơi ăn chốn ở thì chú bán tài sản bên này. Yeah. Chú là về bên cô đó là chú sống. Yeah.
lấy cái đồng tiền đó là coi như cũng như cho cổ đôi 300 triệu để là coi như cổ mà ngăn rồi chú ở đó chú sống với cổ. Còn nếu thí dụ như là thuận tiện mà cổ không có chỗ ở hay hoặc là nó hòa hợp với nhau mà cổ muốn về bên chú thì vợ chồng sống, mà vợ về bên nay vợ chồng sống thì chú tự đi mình là coi như là để lo cho cổ, nhưng mà con cái thì là coi như đôi ba đứa thì chú không thể lo được, chú phải kiếm một người là chân chu. Nó như thế đó. Cũng như chú. Chú lên chương trình, chú muốn lên chương trình này chú có thông qua con của chú không? Chú không có thông qua, nhưng mà con của chú thì nó kiếm ở ngoài cho chú hoài, chú không có chịu. Coi như là ở ngoài, ở ngoài đời thì con cũng... Con của chú nó gáp người này người nọ hoài, nó năn nỉ người ta mà chú không có chịu. Rồi bây giờ con nói chú như thế này ha. Thì chú lên chương trình này, bây giờ con hỏi lại một lần nữa. Khi mà lên clip rồi, sau này chú dù cho có bắt cứ cái chuyện gì thì nữa là chú không được quyền kêu xóa clip và gỡ clip, chú có đồng ý không? Đồng ý. Tại vì bữa nãy là làm thủ tục thì cậu chú cũng có ký tên rồi. Thì cái này con hỏi lại coi chú có đổi ý không? Không. Khi mà đồng ý lên rồi sau này dù cho có chuyện gì nữa không được quyền kêu anh mấy em xóa clip gỡ clip. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Tại vì ở đây làm không phải là mấy chú muốn lên là lên xuống số. Đúng rồi. Nên mấy chú phải suy nghĩ cho kỹ rồi con hỏi thêm một lần nữa đó cho chắc ăn. Bây giờ thì chú xem cái kênh của mấy anh em đây, chú có để ý được cái cô nào chưa? Chú có để ý một người. Hồi chiều qua là chú không có lên chương trình mà chú đi tìm nhà cũng được. Ủa sao chú biết mà đi tìm nhà? Tại vì chú coi trên clip con đó. Là cô đó là Lý Thị Kiều Trang. Ở là mà phường Trung Nhất đó. Khu vực gì? Cô để ý, chú để ý cô đó. Hồi chiều qua chú có chạy đi tìm nhà mà xuống dưới hỏi thì người ta không biết. Mà nó cũng giáp ganh mình ở đây. Chú coi trên clip mà tự đi tìm luôn. Tìm luôn mà tìm mà qua không được. Thôi bữa nay chú xuống chú lên kinh. Chứ chú có điện cho Tiến là hồi lúc ở trên cái đi giường 2-3 lần chú không có lên clip. Chú ngại lắm. Không, cái này bình không phải là ngại là gì, chú sống chân thật chỉ có một mình anh thôi. Chú lao động tự do rồi chú làm là coi như là đủ sống đi đây đi đó tự do không có ai chân, rồi chú đi mần đó nhiều khi một mình anh rồi về nhà không có ai cơm nước này nọ rồi chú bê tha chú bỏ nó rồi đó là nhà cửa chú đi đầu này nọ hoài rồi thành ra ở ngoài đời thì chú cũng có quen bè bạn nhưng mà không có kết với người nào hết đó. Nhưng mà chú coi cái kinh của Tiến đó là có kết cái cô đó là Lý là Lý Thị Kiều Trang. Thị Kiều Trang. Ở khu vực cái gì một gì nè. Bây giờ chú kể về tánh tình của chú đi, tánh tình của chú như thế nào? Tánh của chú thì rất là thương người mà nó rất là nóng. Nếu thí dụ chú thấy mà cái người nào mà là coi như ăn hiếp cái người nọ đó, chú không có ngồi đó, chú rồi ngồi đó một hơi là bắt đầu chú nổi nóng chú lên. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, chú thấy những người nghèo khổ hay những người là dưới tay của mình đồ này nọ chú thương lắm. Cái nóng đó là cái khuyết điểm của chú. Cái khuyết điểm của chú. Bây giờ chú có giảm là được phần nào không chú? Giảm rồi. Giảm rồi. Chú giảm rồi. Chú giảm chú không còn nóng nữa, thôi bây giờ thí phú cho trời đất của anh ta làm gì làm, còn mình là phải dằn bỏ qua bị gì mình đã ăn chay niệm Phật ấy. Đúng rồi, tại vì thật sự ra mà nói là cái nóng ai cũng có cái nóng hết. Đúng rồi, nhưng mà chú phải biết kiềm chế lại thì nó mới được. Còn cái nóng mà nó không biết kiềm chế là thua. Nên còn Tiến này cũng tông nóng tính lắm nhưng mà Tiến cũng biết kiềm chế lại. Chú có tật xấu nào không? Chú không thấy ra cái tật xấu thì nó ra sao chú đâu biết đó. Đủa, ai không có tật xấu chú? Tật xấu hả? Thì tật xấu chú thì cái tánh nóng đó. Cái tánh nóng đó là chú ưa bên người á. Tật xấu mình đó là như thế đó. Chứ còn ví dụ như ăn trộm, ăn cắp, cái lường gạt hay hoặc này nọ là chú không có. Tật xấu nó nhiều với tật xấu
mà chỉ là chú có tánh nóng thôi, có tánh nóng mà cái đó là cái khuyết điểm. Dạ. Chứ không phải là gọi là tật xấu. Dạ. Tật xấu có khi chú ngủ muốn ngáy nè. Có chú, có chú, chú có tật xấu chú ngủ ngáy, chú ngủ rồi chú quay vòng tròn này, thí dụ cũng là tật xấu vậy hả chú. Ngủ nhiều khi đó là mê đó chú ngáy đó, đúng rồi có. Đó là cái xấu. Đó có còn cái nãy là cái khuyết điểm chứ không phải là cái tật xấu. Dạ chú miệng. Rồi bây giờ bỏ qua cái cô Lý Thị Kiều Trang đó đi. Thì theo như chú chọn một người phụ nữ là như thế nào? Chú chọn một người phụ nữ nhỏ tuổi, lớn tuổi chú không cần, giàu nghèo chú không cần, mà cần được hòa hợp tư tưởng với nhau, thích mến với nhau thì kết hợp. Mà nếu kết hợp thì chú nói trước luôn, thí dụ như cổ mà về nhà chú sống thì chú mình tự lo cho cổ. Nó còn là thí dụ như mà cổ có chỗ là chú về bên cổ mà là chú sống thì chú bán tài sản là coi như chú có chọn lựa cái chiều cao mập ốm gì không? Không, chú cần là người có cái tâm. Có tâm không chú? Bây giờ chú cần có tâm thì đúng, nhưng mà có khi cái người đó chú, người ta có tâm mà nó xấu quá rồi chú có chịu không? Chú cũng nếu thích hợp thì chú chịu. Chú nói với tiếng là chú không cần là giàu sang, chú không cần là lớn tuổi nhỏ tuổi, nó xấu ngộ gì, nếu thích hợp hòa đồng. Chú không có cái mẫu hình nào chứ sao? Không, chú không có lựa cái mẫu hình tốt xấu gì hết. Không phải là lựa cái mẫu hình tốt xấu, nhưng mà người đó khoảng chiều cao như cái trong lòng mình thích người đó cao nhiêu, hay là mập nhiêu, hay là không, chú, cái tuổi tác của chú không chọn sao? Chú không chọn tuổi tác, mà chú không có chọn rồi cái cô kia 70 tuổi, 72 tuổi thương chú rồi sao? Nếu thích hợp là coi như chú đã có nói rồi, lớn tuổi nhỏ tuổi chú không được cần. Không rồi, bây giờ giàu nghèo chú không cần, mà cần là hai người là thích hợp hòa đồng tư tưởng với nhau, người có đạo đức. Nếu hòa hợp được với nhau thì mình thích với nhau thì mình đến với nhau để là coi như là trong cái tuổi già là coi như sau này. Nó như thế đó. Thì nói chung là bây giờ chú nói là không có chọn tuổi tác, chú chỉ có mới là 60 thôi. Dạ 60. 60 rồi, mới nãy theo nãy nói là cái cô nó 72. Mà tướng tác còn mạnh giỏi chú cũng chịu luôn hả? Cũng chịu luôn, nếu vừa mà nó thích hợp là chú chịu. Cái bà bạn chú quen đó là lớn hơn chú là 8 tuổi đó. Cái bà quen, bạn quen ngày trước á. Nếu thích hợp là chú chịu, chứ chú không có so đo với người đời. Nếu yêu cầu là hai người có đạo đức để là coi như trao đổi với nhau, rồi là về đạo đức mần ăn kinh tế đi đây đi đó thôi, rồi nâng đỡ với nhau trong cái tuổi tác, nó là đau ở bình hoàng. Cái cô đó ở nhà trọ không có nhà không có gì hết, chú có chịu không? Chú chịu, chú đã nói rồi, nhưng mà có cái là hòa hợp tư tưởng với nhau, thứ hai là cũng như thí dụ như tiếng mến chú mến tiếng thì mới được. Còn thí dụ như không mến mà mình mến người ta, ta không mến mình, hay hoặc là coi như là người ta với mình không hòa hợp được cái tư tưởng thì không thể chịu được. Chứ không có nói là nghèo giàu, chú đã nói rồi. Không còn hỏi mà, chú nói biết là nghèo giàu, thí dụ người đó nghèo mà ta còn có cái nhà, mà con này có nghèo mà có không có cái nhà luôn. Dạ. Đó là chú cũng chịu luôn ha. Chịu, nhưng mà hòa đồng tư tưởng với nhau. Đúng rồi, không, cái chuyện đó là cái chuyện ý con nói đây là người ta chẳng có cái gì hết đó. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Là ý con chị không còn cái để mà hợp với nhau thì mới đến với nhau được. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Chứ giờ đúng rồi. Dạ cho cô đó cố giàu đi. Dạ. Mà chú nói chuyện không hợp cũng đâu đến nhau được. Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi. Không? Đúng rồi. Đó, thì thật sự con nói á, mình đã cho là nghèo thì ở đây nó có gì rồi, loại nghèo. Dạ. Nghèo người ta chẳng có nhà. Dạ. Cũng là nghèo. Dạ. Mà cái nghèo ở đây là người ta không có nhà, không có cái gì hết. Rồi, ý con hỏi là như vậy. Rồi tiếng hỏi thì chú hiểu rồi. Dạ. Nhưng mà chú trả lời như tiếng gì nè. Dạ. Lớn tuổi nhỏ tuổi chú không cần. Dạ. Hai nữa giàu nghèo chú không cần. Dạ. Đó. Tất nhiên hòa hợp được tư tưởng với nhau. Dạ. Nếu người đó có cái chòi, nói thí dụ đi. Dạ, đúng rồi. Mà chú về chú sống được thì chú bán đất bên này. Dạ. Về là coi như chú sống với người đó. Dạ. Đó. Còn thí dụ người đó mà là không có chỗ ở hay hoặc là nó như thế nào, hoàn cảnh như thế nào thì về sống với chú, mà về sống với chú á thì chú mần chú lo cho là coi như khi đau ốm bệnh hoạn hay hoặc là ăn uống thôi, còn đòi hỏi cao sang quá thì chú không có khả năng. Như thế đó.
Không, mà thật sự ra mà nói là con theo theo ý con ha, theo ý con thôi. Cái tuổi như chú thì nếu mà con chọn một người là chọn người thương con, không cần giàu. Dạ, đúng chỉ rồi. Người đó yêu thương mình, rồi hai người tại vì thứ hai ông bà đi bán số sống được đó chú. Thì đúng rồi, đúng rồi. Tại vì cái tuổi mình đó đúng nó lớn rồi. Đúng rồi. Bây giờ giàu cũng chẳng được xài nhiều. Đúng rồi. Đó, mà quan trọng ở đây á, bây giờ con nói là không nói già đi. Bây giờ cho hai vợ chồng đó trẻ đi. Giàu có đi. Nhưng mà chưa chắc gì có cái hạnh phúc. Dạ đúng rồi. Bởi vì con khuyên tất cả của chú anh đừng nên chọn giàu. Dạ đúng rồi. Chọn làm sao người đó có yêu mình thiệt không. Dạ đúng rồi. Có mà sống lâu mình không. Đúng rồi. Thì thấy nó hạnh phúc hơn. Đúng rồi. Còn cơm bây giờ đâu có gì đâu. Dạ đúng rồi. Ăn thì giờ cho chú có tiền, ăn tôm hoài thì nó cũng nhẵn nhán. Dạ đúng rồi. Đó. Bây giờ chú hỏi ông đại gia đâu chịu ăn tôm cua đâu. Dạ. Lại quán lớn ăn khô quẹ rau muống chấm. Vì mà ông ngon biết sao? Yeah. Tại vì ông ăn cái đồ kia nó quá thừa rồi. Yeah. Thì cái những cái gì mình ăn đã nhiều rồi thì nó lại không ngon. Yeah. Đó, bởi vì nên là lớn tuổi rồi thì nên chọn một người nào lo cho mình chút đỉnh, cũng không cần là nhiều. Yeah. Mà hai người nói chung là về chung sống nhân phải hai người phải làm. Yeah. Lo qua lo lại, tại vì hai người làm á, vô tới bỏ ra một người là để dành, một người đã hàng ngày. Đó, mà thấy vợ chồng nó vui vẻ hơn. Yeah. Nó hạnh phúc hơn. Yeah. Còn giờ chú một đống tiền đi, rồi ông chồng đi nhậu suốt ngày suốt đêm về xỉn, rồi ngã qua ngã lại, rồi ngủ ngang nằm lặn lăn xuống ngủ, rồi chẳng có tâm sự chẳng gì trơn, cũng đâu gọi là hạnh phúc. Dạ đúng rồi. Đúng không chú? Dạ đúng rồi. À. Bởi vì chú có nói với tiếng đó, nghèo giàu chú không cần. Dạ. À, lớn tuổi nhỏ tuổi chú không cần, đẹp xấu chú không cần, mà hòa hợp được tư tưởng rồi là mình sống. Nó thí dụ như chú thì có nhà, nhưng mà nhà chú chỉ đơn sơ thôi chứ không có nhà bằng cây. Yeah. Nó nhưng mà nó quý báu là cái miếng đất. Yeah. Nó thì bây giờ đó là chú nói rõ luôn là thí dụ cái cô đó cổ không nhà thì mình chú cổ đồng ý thương chú. Yeah. Chú đồng ý thương cổ thì lợi đến đây mà đôi ba mâm gì đó. Yeah. Rồi á là mình về với nhau mình sống, rồi á là coi như á là lo với nhau mà tự á là sống. Yeah. Nhưng mà cái lo thì chú bảo đảm là chú nuôi cuộc sống cũng được. Nói chung là gọi là tạm ổn. Dạ. Yeah. Yeah. Còn thí dụ như là cổ không chịu mà chú về bên cổ. Dạ. Yeah. Thì chú dò xét được mà nếu chú sống được. Dạ. Yeah. Chú cũng có báo với con chú trước rồi. Dạ. Yeah. Nói chú bán miếng đất này. Ba. Mà miếng đất của chú bán thì tới 1 tỷ mấy rồi. Dạ. Yeah. Nói rồi chú đem về là đôi 300 triệu cho cổ là tự làm tự sống. Còn bao nhiêu chú gửi ngân hàng. Còn chú cái đồng tiền đó là chú không cần á là cổ nuôi chú. Chú tự mần tự sống, bởi vì chú làm trong nghề lao động tự do. Chú làm có tiền. Mà con cũng nói chú như thế này, không phải là riêng chú không, bất cứ ai lên chương trình của con thì con đều dặn điều này. Mấy cô mấy chú mấy anh chị nào con không biết, khi mà lên chương trình một tiếng trước khi muốn đến người nào phải con khuyên một câu là phải tìm hiểu cho nó kỹ. Đúng. Chứ không phải mà mới có 2-3 ngày cái tiếng ơi chú kết cô đó thôi bắt đầu chú sẽ làm đám. Thì thật sự ra mà nói con không can thiệp vào. Đúng rồi. Cái quyền lựa chọn là của chú, con ở đây chỉ là một người chia sẻ thông tin thôi. Yeah. Đó, sau này có cái gì tự chú chịu trách nhiệm, con cũng không bàn ra cũng không bàn vô. Đó, cái đó là chú chọn, mà con chỉ khuyên một câu vậy thôi, phải tìm hiểu cho kỹ rồi mình hả mới đến nhau ha, chứ giờ mấy chú mấy cô cũng lớn tuổi rồi, nên đến năm ngồi bữa nửa tháng hay là hoặc năm hay là nửa năm nó lại chia tay, nó làm cái mất khoảng thời gian của mình đó, cũng không còn bao lâu nữa thì nó lỡ dở thì anh thấy nó cũng tiếc. Dạ, đúng rồi, tiếng nói cái đó chú đồng ý. Dạ dạ chú đồng ý. Rồi thôi bây giờ chú sau khi muốn kết thúc chương trình đó, giờ chú nói những lời nào để cho mấy cô đó nhìn được cái tấm lòng của chú, thì mấy cô đó đến kết bạn với chú. Bây giờ chú xin trước nhất tạm biệt là coi như YouTube về phải không? Tạm dừng thôi. Ê, tạm dừng. tạm dừng YouTube. Thôi, dạ, dạ. Thì chú trước nhất là kính chào vợ chồng Tiến được nhiều hạnh phúc, mừng ăn là phát đạt. Dạ. Tấn tài, tấn lợi, tấn bình an. Dạ. Rồi hai nữa chú kính chào trong nước ngoài nước được dặn sự bình yên. Dạ. Và ba nữa là chú cầu mong những cô nào có là coi như duyên nợ với chú. Dạ. Mà nếu là coi như thấy được cái clip này mà là coi như có muốn là coi như giao thiệp với chú thì là mình là để là
trao đổi với nhau rồi là mình đến. Nếu mà cô nào thích chú cuối chương trình chú là kính chào là coi như là trong nước và ngoài nước và cộng đồng mạng. Thì con cũng cảm ơn chú rất là nhiều ha. Thì thôi hai chú cháu mình bây giờ cũng trò chuyện đã lâu, thôi Tiến cũng nhìn cái video đây, thì mong rằng tất cả cô chú và các anh chị em xem video và nhớ chia sẻ. Còn những cô chú anh chị em nào còn đang sống độc thân thì hãy đến kênh của Tiến. Thứ nhất là ở đây, quan trọng ở đây là mặt giấy tờ, có mặt giấy tờ đầy đủ thì Tiến sẽ kết nối lại cho tất cả cô chú anh chị em. Thì nếu mà lên chương trình của Tiến thì Tiến mới kết nối được nha. Còn những cô chú anh em nào không chịu lên chương trình mà đòi xin số thì cái đó là không được. Nên cô chú anh chị em hãy thông cảm cho Tiến, tại vì Tiến làm này là người thật việc thật đó. Tại vì người ta lên được thì mình phải lên được. Đúng rồi. Chứ mình không có gì ngại nữa, tôi ngại quá không được, cái này là cuộc sống của mình. Đúng rồi. Người ta nói chú chứ người ta không có lo. Chú ngại mấy năm nay đó. Dạ, bây giờ con nói chú nè. Bây giờ ví dụ ở xóm biển đi, bạn ra đi. Dạ. Rồi sau khi đó chú ngã, chú bệnh, có ai lo chú không? Dạ đúng rồi, thứ hai nó sống một mình anh độc thân buồn. Đâu ai lo chú mà đâu. Ở ngoài thì ôi kiếm quen thứ gì không à? Không, con nói chú nè, ở ngoài hơn ở trên đây cũng vậy. Dạ. Cũng phải tìm hiểu. Tìm hiểu nhưng mà ở đây thí dụ như mình quen với nhau thì mình tìm hiểu. Đó là thí dụ như người đó đến nhà chú đến nhà người đó. Dạ. Để tìm hiểu người đó coi như thế nào, sớm việc người này sống bằng cái cách sao. Dạ. Còn ở ngoài đời thôi chú, như vậy là hồi chú mà xa người bạn, chú ở Cà Mau là 8-9 năm nay chú ở vậy. Thì bây giờ con nói chú như thế này nè. Sau khi có một cô nào đó là muốn đến làm bạn với chú, tìm hiểu chú, thì cô chú muốn đi đến nhà cô đó thì thông qua cho con hay. Dạ, dạ. Con sẽ đi theo chú. Dạ, dạ. Đó, hoặc là cô nào đó muốn đi đến nhà chú đó. Dạ. Thì thông báo cho Tiến cũng sẵn sàng đi theo để dạ, dạ. Để ghi hình tìm hiểu. Dạ đúng rồi. Thứ nhất là mình lưu lại cái kỷ niệm. Dạ. Thứ hai nữa để mà cho khán giả xem dạ. Nhà đó cô như thế nào, hay là nhà đó chú đó như thế nào. Dạ, dạ. Để cho hiểu hơn. Thí dụ lỡ mình đến nhà mà mình tìm hiểu không được thì mình coi như là bạn. Dạ. Rồi mấy chú kia xem video rồi muốn kết nối với con này. Dạ. Nói chung ra là phải thứ nhất là có duyên nè, thứ hai nữa là phải mình tìm hiểu cho nó học thì mình mới đến nhau được. Dạ. 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 Thôi Tiến cũng chào tất cả cô chú anh chị em nha. Thì nếu mà cô chú anh chị em mà có thương Tiến hoặc là thương mấy anh em thì cho Tiến một lượt like, một lượt chia sẻ và nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất của Tiến nha. Thôi chào khán giả đi chút. Dạ. Dạ.